Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cử tri gửi đến Quốc hội nhiều kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức họp và đang báo cáo kết quả nghiên cứu đến cơ quan có thẩm quyền các vấn đề liên quan đến vụ án của Hồ Duy Hải. Vụ án Hồ Duy Hải được cử tri quan tâm. Theo tập hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9 do Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện, có 14 ý kiến cử tri quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải gồm cử tri Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương và Long An. Theo đó, các cử tri này bày tỏ quan tâm đến phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với vụ án Hồ Duy Hải và đề nghị Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giám sát vụ án này, sớm thông tin cho cử tri và nhân dân biết quan điểm chính thức về vụ án. Trả lời kiến nghị này, Ủy ban Tư pháp cho biết, ngày 8 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định giám đốc thẩm xét xử vụ án Hồ Duy Hải, quyết định giữ nguyên bản án phúc thẩm của Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt tử hình bị cáo Hồ Duy Hải về tội giết người và tội cướp tài sản. Ủy ban Tư pháp thấy rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đã kéo dài qua nhiều năm, được cử tri và dư luận rất quan tâm. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự đã báo cáo Quốc hội về vụ án của Hồ Duy Hải. Để sắp xếp một cách toàn diện các vấn đề liên quan về vụ án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban Tư pháp nghiên cứu. Ủy ban Tư pháp đã tổ chức họp Ủy ban và đang báo cáo kết quả nghiên cứu đến các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài vụ án Hồ Duy Hải, cử tri cũng đã bày tỏ băn khoăn trước một số vụ án hình sự gây xôn xao dư luận, tiêu biểu như vụ án Lương Hữu Phước ở tỉnh Bình Phước, vụ án tài xế Lê Ngọc Hoàng ở tỉnh Thái Nguyên, v.v. Cử tri đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ hơn nữa đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm, củng cố niềm tin cho nhân dân đối với nền tư pháp. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.